các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta. Thì ở series trước chúng ta đã tìm hiểu qua 16 sinh vật huyền thoại trong Harry Potter. Thì hôm nay xin mời các bạn cùng với bọn mình tiếp tục tìm hiểu những sinh vật tiếp theo nha. Do là trong lúc chỉnh sửa thu âm thì tụi mình còn rất là nhiều sai sót, nên là tụi mình vẫn mong là nhận được sự góp ý tích cực từ tất cả các bạn, để bọn mình có thể ra được những cái sản phẩm gửi đến mọi người ngày càng tốt hơn và chất lượng hơn. Rồi và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với sinh vật huyền thoại đầu tiên trong tập này nhé. Đầu tiên là Acromantula. Acromantula là loài nhện 8 mắt biết nói tiếng người, có nguồn gốc từ vùng Borneo. Chúng thường sống lẩn khuất trong các khu rừng rậm rạp. Đặc điểm nổi bật của Acromantula là lớp lông màu đen và dày bao quanh cơ thể. Chân của nó khi đứng thẳng có chiều cao khoảng 15 feet. Cặp nanh của loài nhện này có chứa nọc độc, thường tạo ra tiếng kêu đặc trưng khi chúng kích độc và giận dữ. Acromantula là loài ăn thịt, chúng luôn thích những con mồi to lớn và đôi khi còn ăn cả thịt người. Acromantula làm tổ dưới lòng đất, con cái thường to hơn con đực và mỗi lần có thể đẻ 100 quả trứng. Trứng của Acromantula mềm màu trắng, được ấp nở trong vòng 6 đến 8 tuần. Đây cũng là loại trứng được bộ liệt vào đầu danh mục những loại hàng hóa không được phép mua bán. Người ta tin rằng một số pháp sư vẫn nuôi Acromantula để canh gác dinh thự hoặc là kho tàng. Mặc dù được cho là có trí thông minh gần như con người, nhưng Acromantula vẫn được liệt vào hàng cực kỳ nguy hiểm và không thể thuần dưỡng được. Có những tin đồn cho rằng một quần thể loài này đã xuất hiện ở Scotland nhưng chưa được xác thực. Asquinder. Asquinder là sinh vật được sinh ra từ những ngọn lửa ma thuật khi chúng cháy quá lâu mà không bị dập tắt. Nó mang hình dạng của một con rắn nhỏ, nước da xám nhạt nhưng hai mắt thì đỏ rực. Asquinder có thói quen rút vào những góc tối. Tuy vậy, để lần theo dấu vết sinh vật này cũng không hề khó khăn bởi nó luôn để lại những đám tro trên mặt đất mỗi khi trường. Vòng đời của một con Asquinder chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng. Trong suốt thời gian đó, nó sẽ cố gắng tìm đến những nơi hẻo lánh tối tăm để đẻ trứng rồi vùi chúng vào trong cát. Trứng của Asquinder có màu đỏ rực và rất nóng. Nếu không tìm được thấy ngay, những quả trứng này thường có thể gây cháy xung quanh chỉ trong vài phút. Bạn có thể đóng băng chúng nếu biết sử dụng bùa chú phù hợp. Nhiều pháp sư thả con Asquinder trong nhà, lén lần theo dấu vết để tìm những tổ trứng của chúng. Mỗi khi được đông lạnh, trứng của Asquinder rất hữu dụng trong việc điều chế tình dược lớp Potion và có thể chữa được sốt rét. Asquinder có thể được tìm thấy ở mọi ngóc ngách. Orcurae. Orcurae sinh sống tại Anh và Iceland, thi thoảng có thể xuất hiện ở Bắc Âu. Loài chim này trông khá nhỏ bé và có vẻ buồn tẻ, đôi khi lại có nét giống một con kền kền ốm đói. Orcurae có lớp lông màu xanh lục đậm, chúng thường làm tổ tại những bụi gai và cây mâm xôi, ăn các loại côn trùng lớn. Orcurae có tiếng kêu nghe rất giống như tiếng than khóc, vì thế mà người ta nói rằng nó có thể báo trước cái chết. Các pháp sư thường tránh đến gần tổ của loài chim này vì sợ phải nghe tiếng kêu của nó. Có nhiều người kể lại rằng đã bị đau tim khi nghe phải tiếng của Orcurae, vẫn chưa có cơ sở nào kiểm chứng cho điều này. Trên thực tế, Orcurae chỉ cất tiếng kêu khi trời sắp mưa, vì vậy nó có thể được sử dụng như một dụng cụ dự báo thời tiết tại gia. Basilisk. Basilisk được biết đến với biệt danh là vua của loài rắn. Báo cáo đầu tiên về Basilisk cho rằng loài quái vật này được nuôi dưỡng bởi Herpo, kẻ hôi hám, một phù thủy hắc ám ở Hy Lạp, và Basilmouth, kẻ đã phát hiện ra rằng nếu đem một quả trứng gà cho một con cóc ấp thì quả trứng sẽ nở ra một con rắn khổng lồ cực kỳ nguy hiểm với sức mạnh đáng sợ. Basilisk có nước da màu lục, thân hình dài khoảng 15 feet, con đực có một chùm lông màu đỏ ở trên đầu. Chưa nói đến những chiếc răng nanh đầy nọc độc, đôi mắt của Basilisk cũng là một vũ khí chết người. Bất kỳ ai nhìn thẳng vào mắt của nó đều chết ngay lập tức. Nguồn thức ăn của Basilisk vô cùng phong phú. Nó ăn thịt tất cả các loài động vật có vú, chim và hầu hết tất cả các loài bò sát. Basilisk có tuổi thọ rất cao. Người ta tin rằng con Basilisk mà Hubble, kẻ hôi hám, nuôi đã khoảng 900 tuổi. Việc tạo ra Basilisk được coi là bất hợp pháp ngay từ thời Trung Cổ. Tuy việc lén lút lai giống loài sinh vật này cũng khá là dễ dàng, nhưng không phải ai cũng có gan nuôi dưỡng Basilisk vì chúng thực sự quá nguy hiểm đối với cả những pháp sư hắc ám. Billyquick. Billyquick là một loài côn trùng đến từ nước Úc.
Tuy chỉ có kích thước hơn 1 inch là khoảng 2,5cm, nhưng sinh vật màu xanh sapphire này lại được đánh giá cao bởi tốc độ của nó nhanh đến nỗi các pháp sư cũng không thể phát hiện ra cho đến khi nó bị đốt. Đôi cánh của Billyquid được gắn ở trên đầu, nhờ quay liên tục với tốc độ rất nhanh mà chúng giúp cho Billyquid có thể bay được. Phần đuôi của sinh vật này có một cái vòi độc, vết đốt của Billyquid nhẹ thì có thể gây choáng váng, còn nặng thì có thể khiến cho nạn nhân bị tê liệt cả ngày. Botaco là sinh vật làm nhiệm vụ bảo vệ cây cối. Chúng được tìm thấy nhiều nhất tại miền Tây nước Anh, miền Nam nước Đức và những khu rừng vùng Bắc Âu. Rất khó để phát hiện ra sinh vật này bởi chúng có kích thước rất nhỏ, chiều cao tối đa là 8 inch. Trông giống như là được tạo ra từ vỏ cây và những cành nhỏ. Những con Botaco thích ăn côn trùng, tính cách hiền lành và dễ xấu hổ. Tuy nhiên, nếu cây cối mà Botaco bảo vệ bị phá hại, thì chúng sẽ không ngần ngại nhảy bổ lên mặt những kẻ chặt phá rừng và dùng những ngón tay vừa dài vừa sắc nhọn chọc vào mắt họ. Lúc đấy, nếu như mà nhanh tay ném cho chúng một ít món ăn ưa thích của Botaco, thì bạn có thể tạm thời xoa dịu cơn giận của chúng trong chốc lát để kịp thời chạy thoát. Bendemoon. Bendemoon có thể được tìm thấy ở mọi nơi. Nhìn chúng giống như một cục nấm màu xanh lẹ có mắt. Chúng thường bám vào và ăn mòn sàn nhà, chân tường và có thể làm sập cả một ngôi nhà. Sinh vật này bốc một thứ mùi hôi thối rất đặc trưng, có thể bắn ra axit nếu kẻ nào làm phiền nó. Chất bài tiết của Bendemoon pha loãng ra có thể sử dụng làm một số phép thuật hoặc là để bào chế một số dung dịch tẩy rửa. Centaur. Centaur là những sinh vật có nửa thân trên giống như con người và nửa dưới là của loài ngựa. Tuy nhiên, họ được coi là một giống loài riêng biệt chứ không phải một sản phẩm lai tạo kỳ quái nào cả. Mặc dù có trí thông minh như con người nhưng mà lại xếp họ vào thể loại quái thú, thể theo yêu cầu nguyện vọng chính xác của các Centaur, bởi họ không muốn xếp chung loại với phù thủy và ma cà rồng. Về Centaur thì bọn mình có làm một tập khá là chi tiết về nó, các bạn có thể xem lại nha, mình sẽ để link dưới phần mô tả. Chimera là một sinh vật quý hiếm đến từ Hy Lạp với sự kết hợp giữa sư tử, dê và loài rồng, hoang dã và khát máu. Chimera cực kỳ nguy hiểm, người ta mới chỉ thống kê được một trường hợp cá biệt duy nhất có thể giết được Chimera. Mặc dù sau đó vị pháp sư xấu số đó cũng đem theo vận rủi và ngã chết từ trên lưng con ngựa có cánh của anh ta. Trứng của Chimera được xếp vào loại hàng hóa đặc biệt cấm trao đổi mua bán. Chisperfoe là ký sinh trùng nhỏ cao khoảng 1/20 inch, khoảng 0,127cm, vẻ ngoài giống con cua với những chiếc răng nanh lớn. Chúng bị thu hút bởi ma thuật và có thể làm hỏng bộ lông của các sinh vật như crab hoặc là Okurei. Chúng cũng sẽ thâm nhập vào nhà của các phù thủy và tấn công các đồ vật phép thuật như là đũa phép, gặm nhấm dần xuyên thủng cả những cái loại phép pháp thuật, hoặc là các cái vạt dược bẩn không dọn dẹp sạch sẽ, nơi chúng sẽ hút no nê bất kỳ dược thần dược nào còn sót lại. Trong trường hợp không có phép thuật, Chisperfoe tấn công các vật mang điện từ bên trong. Sự phá hoại của Chisperfoe giải thích cho việc chập chờn khó hiểu của nhiều đồ vật dùng điện tương đối mới mà dân Muggle chế tạo. Mặc dù ta có thể tiêu diệt Chisperfoe dễ dàng với bất cứ loại độc dược nào được cấp bằng sáng chế trên thị trường. Clappert. Clappert là một sinh vật sống trên cây bắt nguồn từ Nam Mỹ, có hình dạng giống như lai giữa một con khỉ và một con ếch. Nó có làn da màu xanh lét, những cánh tay dài và những ngón tay có màng dính giúp nó leo trèo tốt qua các cành cây. Clappert còn có một cái miệng rộng hay cười toe toét, lộ ra bộ răng sắc như dao cạo. Trên trán Clappert có một cục mụn màu đỏ thường sáng nhấp nháy khi nó cảm thấy nguy hiểm. Vì thế mà các pháp sư thường sử dụng Clappert làm đèn tín hiệu báo động khi có dân Muggle đến gần. Các liên đoàn pháp thuật đã phải ra lệnh cấm sử dụng Clappert bởi những ánh sáng nhấp nháy đỏ trên cây của lũ Clappert gây ra không ít sự chú ý và thắc mắc của dân Muggle. Tiếp theo là Crop. Crop có nguồn gốc ở đông nam nước Anh, nó gần giống với loài chó sụp Jack Russell, trừ cái đuôi chia làm hai. Crop gần như đã chắc chắn là một con chó được tạo ra bởi phù thủy, vì nó vô cùng trung thành với phù thủy và hung dữ với Muggle. Nó là loài chó ăn tạp lớn, ăn bất cứ thứ gì từ những con nơm cho đến lốp xe cũ. Giấy phép thu nuôi một con Crop có thể lấy được từ bộ quy chế và kiểm soát sinh vật huyền bí khi phù thủy hoàn thành một bài kiểm tra đơn giản để chứng minh rằng có đủ khả năng kiểm soát một con Crop trong khu vực Muggle sinh sống. Chủ của Crop có nghĩa vụ phải loại bỏ một cái đuôi của Crop bằng một bùa chú chia cắt không đau khi Crop đạt 6 đến 8 tuần tuổi để Muggle không nhận thấy nó. Demiguise.
Demigods là sinh vật ăn cỏ, tính tình ôn hòa, sống tại vùng Viễn Đông. Trừ những pháp sư cao tay, rất khó để người thường có thể tìm thấy một con Demigods bởi chúng có khả năng tàn hình khi phát hiện nguy hiểm nhờ vào bộ lông dài mượt màu bạc của chúng. Những chiếc lông của Demigods có thể chế tạo ra áo khoác tàn hình, chính vì thế mà chúng rất có giá trị trên thị trường chợ đen. Dairico. Dairico có nguồn gốc từ xứ Mauritius. Đây là một loài chim không biết bay, béo tròn và có bộ lông dày đến nỗi nhìn nó như một cục bông biết đi. Những con Dairico có kỹ năng chạy trốn nguy hiểm rất kỳ lạ và hiệu quả. Nó có thể biến mất ngay lập tức bằng cách cuộn lại như một chùm lông vũ rồi bụp một phát xuất hiện ở một vị trí khác. Trong thế giới của dân Mughal, họ gọi chúng là giống chim Dodo. Họ tin rằng giống chim này đã tuyệt chủng từ xa xưa. Còn MOM quyết định rằng tốt hơn hết là không cho dân Mughal biết về sự tồn tại của Dairico, bởi nếu không giống chim này sẽ tiếp tục bị họ săn bắt cho đến khi tuyệt chủng. Dusty. Dusty thường bị nhầm lẫn với loài fairy bởi kích thước và hình dáng tương đồng, nhưng mà trên thực tế thì Dusty là một loài hoàn toàn khác biệt. Nếu như fairy có hình dạng giống như con người thì Dusty là một sinh vật toàn thân phủ lông đen, bốn tay và bốn chân, một đôi cánh mỏng giống loài bọ cánh cứng. Răng nanh của Dusty có chất độc khá mạnh. Nếu bị chúng cắn, tốt nhất là nên giải độc ngay lập tức. Dusty một lứa có thể đẻ đến 500 trứng, ấp trong đất và sẽ nở sau 2-3 tuần. Điều kiện khí hậu ưa thích của chúng là vùng khí hậu lạnh ở châu Âu và Bắc Mỹ. Dusty được coi là một giống loài gây hại. Chúng thường tràn vào phá phách trong nhà của con người. Có thể đuổi chúng đi bằng Dustyside, một loại thuốc chuyên dụng khiến loài Dusty tê liệt trong một khoảng thời gian. Dirtbug. Dirtbug là một sinh vật đầm lầy được tìm thấy ở châu Âu và Bắc Nam Mỹ. Nó giống như một mảnh gỗ chết khi đứng yên. Mặc dù kiểm tra kỹ hơn, ta sẽ thấy các chi có vây và hàm răng sắc nhọn. Nó trượt nhẹ và lướt nhẹ nhàng qua vùng đầm lầy, ăn chủ yếu là động vật có vú nhỏ và sẽ làm tổn thương nghiêm trọng mắt cá chân của con người khi họ đi bộ. Thức ăn ưa thích của Dirtbug là một sinh vật giống như cây tên Mantrake. Người trồng Mantrake đã rất háo hức khi thu hoạch cái cây phần thưởng của họ, chỉ để tìm ra một đống lộn xộn được để lại sau khi một con Dirtbug đã đi qua. Erompant. Erompant là một con quái thú châu Phi màu xám to lớn, có nguồn sức mạnh tuyệt vời, nặng đến 1 tấn. Một số con Erompant còn có thể bị nhầm lẫn với một con tê giác khi nhìn từ xa. Nó có một làn da dày đẩy lùi hầu hết các bùa chú và lời nguyền, một cái sừng sắc nhọn trên mũi và một cái đuôi dài giống như dây thần. Erompant chỉ có thể sinh ra một con non một lần. Erompant sẽ không tấn công trừ khi nó bị khiêu khích cực độ, nhưng khi nó đã phản ứng thì kết quả thường thảm khốc. Sừng của Erompant có thể xuyên qua tất cả mọi thứ từ da đến kim loại và có chứa một chất lỏng chết người có thể làm nổ tung bất cứ thứ gì nó chích vào. Không có nhiều Erompant vì con đực thường xuyên làm nhau nổ tung trong mùa giao phối. Chúng được đối xử với sự cẩn trọng tuyệt vời của các phù thủy châu Phi. Sừng và đuôi của Erompant và dung dịch nổ đều được sử dụng trong độc dược, mặc dù nó được phân loại như vật liệu có thể trao đổi mua bán loại B. Ugling. Ugling là một sinh vật giống như elf, có nguồn gốc từ rừng đen ở Đức. Nó lớn hơn một con nơm, trung bình trên 3 feet, với khuôn mặt nhọn và một giọng cười cao vút, đặc biệt là mê hoặc đối với trẻ em, nạn nhân mà nó cố gắng để thu hút rời bỏ khỏi người giám hộ của mình và sẽ bị nó ăn thịt. Được kiểm soát chặt chẽ bởi bộ pháp thuật của Đức, tuy nhiên các vụ giết chóc của Ugling đã giảm đáng kể trong vài thế kỷ qua và những cuộc tấn công cuối cùng được biết của Ugling khi một phù thủy 6 tuổi tên là Ronald Schmidt khiến một con Ugling chết khi Schmidt đã đánh nó rất mạnh với cái vạt có thể tháo rời của cha mình. Firecrab. Dù cho có cái tên là Firecrab, cua lửa, nhưng mà sinh vật này rất giống như một con rùa lớn với cái vỏ nặng nạm trang sức rực rỡ. Có nguồn gốc từ Fiji, dãy bờ biển được biến thành một khu vực hạn chế để bảo vệ loài này. Không chỉ chống lại Mughal, những kẻ có thể bị cám dỗ bởi những cái vỏ giá trị của nó, mà còn để chống lại những phù thủy vô đạo đức, những kẻ sử dụng cái vỏ như một cái vạt có giá trị cao. Tuy vậy, Firecrab có cơ chế bảo vệ riêng của mình. Nó sẽ bắn lửa từ cuối phía sau khi bị tấn công. Firecrab được xuất khẩu như là một vật nuôi, nhưng mà việc có một giấy phép đặc biệt là điều cần thiết. Fairy. Fairy sở hữu thứ phép thuật yếu kém có thể được dùng để ngăn chặn các loài động vật ăn thịt như là Akurei. Bản chất thích cây gỗ, nhưng mà khi điều đó trở nên vô ích thì nó sẽ trở nên dễ bảo. Và đặc biệt là dễ bảo vào bất cứ dịp nào nó được sai hành động như là đi tìm một món đồ trang trí. Mặc dù hình dáng bề ngoài giống như con người nhưng mà Fairy không có khả năng giao tiếp. Nó phát ra thứ tiếng vo ve the thế để giao tiếp với đồng loại. Fairy có thể đẻ tới 500 trứng ở dưới mặt của lá. Trứng nở thành ấu trùng có màu sắc rực rỡ. Ở độ tuổi 6 đến 10 ngày, ấu trùng sẽ tự xe quanh một cái kén, nơi mà chúng sẽ chui ra trong hình dạng có cánh phát triển đầy đủ sau một tháng.
Flobberworm. Flobberworm sống ở nơi mương rãnh ẩm ướt. Nó là một con sâu màu nâu mập có thể đạt tới 10 inch. Flobberworm di chuyển rất ít, không thể phân biệt được đầu và đuôi của nó, kể cả nơi tiết ra thứ chất nhầy là nguồn gốc cái tên của nó. Và đôi khi, chất nhầy đó cũng được dùng để làm đặc độc dược. Flobberworm ưa thích sâu diếp mặc dù nó ăn hầu hết các loài thực vật. Whopper. Whopper là một con chim châu Phi có bộ lông vô cùng đa dạng. Màu lông có thể là màu cam, hồng, xanh hay là vàng. Whopper từ lâu đã là một nguồn gốc cung cấp những chiếc bút lông lạ mắt và cũng đẻ ra những quả trứng rực rỡ hoa văn. Mặc dù lúc đầu Whopper khá là thú vị, nhưng cuối cùng bài hát của Whopper sẽ khiến cho người nghe phát điên. Ulrich kể kỳ dị khi cố chứng minh rằng bài hát của Whopper thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe đã nghe nó suốt 3 tháng. Nhưng mà thật không may thì hội đồng phù thủy mà ông báo cáo những phát hiện của mình đã không hề bị thuyết phục khi thấy ông đến cuộc họp mà không mặc thứ gì trừ màu tóc giả. Mà khi quan sát kỹ hơn thì thấy đó là một con lửng chết. Và do thế mà Whopper thường được bán kèm với một bùa chú im lặng yểm trên mình, thứ cần phải được gia cố hàng tháng. Chủ nuôi Whopper phải có giấy phép, cũng như là việc sinh vật này phải được nuôi dưỡng có trách nhiệm. Ghoul. Ghoul mặc dù xấu xí nhưng không phải là một sinh vật nguy hiểm. Nó giống như một ong kẹ nhầy nhụa phủ đầy bùn nhớt có hàm răng vẩu, thường ở trên các xếp hoặc là chuồng trại của phù thủy, nơi chúng ăn nhện và bướm đêm, hay rên rỉ và thỉnh thoảng còn ném đồ vật xung quanh, nhưng mà về cơ bản thì đầu óc chúng đơn giản và khi trở nên tồi tệ nhất thì tiếng gầm gừ sẽ cảnh báo cho bất cứ ai tình cờ đi ngang qua. Một ban cưỡng chế Ghoul tồn tại trong cuộc quy chế và kiểm soát sinh vật huyền bí nhằm loại bỏ Ghoul khỏi những nơi cư ngụ đã trở thành tài sản của dân Moko. Nhưng mà trong gia đình phù thủy thì các Ghoul thường trở thành trọng tâm cuộc nói chuyện hoặc thậm chí là một con vật cưng trong gia đình. Raphon. Raphon được tìm thấy ở vùng núi châu Âu. Chúng to lớn, lông màu tím xám với một cái bướu trên lưng. Raphon có hai cái sừng dài nhọn, bước đi trên bốn chân và có bốn ngón ngắn và có bản chất cực kỳ hung dữ. Lloyd John bị bắt gặp khi đang cưỡi một con Raphon với những nỗ lực dường như khá là vất vả trong việc chế ngự chúng. Và ta dễ dàng bắt gặp một con tròn có đầy sẹo do một con Raphon gây ra. Bộ sừng Raphon được sử dụng nhiều trong ngành độc dược, mặc dù nó vô cùng đắt đỏ do những khó khăn trong việc thu thập. Da của Raphon thậm chí còn bền hơn cả da rồng và đẩy lùi hầu hết các loại phép thuật. Griffin. Griffin có nguồn gốc từ Hy Lạp, là sinh vật có đầu và hai chân trước là một con đại bàng khổng lồ, còn cơ thể và chân sau là một con sư tử. Giống như là Sphinx, Griffin thường được các phù thủy dùng để bảo vệ kho báu. Mặc dù chúng khá là dữ tợn, nhưng một số phù thủy cao tay thì có thể kết bạn được với một con Griffin, và Griffin thường ăn thịt sống. Gnome. Gnome là kẻ gây hại cho các khu vườn trên khắp Bắc Âu và Bắc Mỹ. Nó có thể đạt chiều cao 1 feet với một cái đầu quá lớn và đôi chân xương xẩu thô cục. Gnome có thể bị trục xuất khỏi khu vườn bằng cách quay nó vòng vòng cho đến khi nó chóng mặt và sau đó ném nó qua bức tường ở khu vườn. Ngoài ra, ta có thể sử dụng một con Travay để săn đuổi lũ gnome, mặc dù nhiều phù thủy ngày nay thấy rằng phương pháp này quá tàn bạo. Lumbumble. Lumbumble thuộc Bắc Âu là một loại côn trùng có lớp lông bao phủ màu xám, có thể tiết ra chất gây sự buồn bã, được dùng như một thứ thuốc giải độc cho chứng rối loạn thần kinh, hậu quả của việc ăn lá Alihotsi. Alihotsi còn được gọi là cây hyena, là một giống cây pháp thuật. Lá của cây có thể gây kích động và những tiếng cười không thể nào kiểm soát được, là thành phần trong độc dược gây cười. Lumbumble hay tàn phá tổ ong, gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên mật ong. Tổ của Lumbumble hay ở những nơi tối tăm và tách biệt như thân cây rỗng và hang động. Chúng rất thích ăn cây tầm ma. Rindelo. Rindelo là loài quỷ nước có sừng màu xanh lá cây nhạt. Rindelo hay được tìm thấy ở các hồ trên toàn nước Anh và vùng Ireland. Chúng thường ăn cá nhỏ và chúng thường hung dữ với cả phù thủy lẫn Moko, mặc dù là có thông tin là người cá Siren đã thuần hóa chúng. Rindelo có ngón tay rất dài và khỏe, tuy vậy chúng có thể dễ dàng bị bẻ gãy bởi một va chạm mạnh. Hippocampus có nguồn gốc từ Hy Lạp. Hippocampus có đầu và phần thân trước là của loài ngựa, đuôi và chân sau là giống một con cá khổng lồ. Mặc dù loài này thường được tìm thấy ở Địa Trung Hải, một con có màu xanh dương tuyệt đẹp đã bị bắt bởi người cá tại bờ biển Scotland vào năm 1949 và sau đó được thuần hóa bởi chúng. Hippocampus đẻ những quả trứng lớn trong suốt mà thông qua đó ta có thể nhìn thấy được Tadpho, những con hippocampus còn non. Hippogriff. Hippogriff có nguồn gốc từ châu Âu, mặc dù bây giờ có thể tìm thấy trên toàn thế giới. Nó có cái đầu của một con đại bàng và cơ thể của một con ngựa.
có thể được thuần hóa, mặc dù điều này chỉ nên được thực hiện bởi các chuyên gia. Giao tiếp bằng mắt nên được duy trì khi tiếp cận một con Hippogriff. Sự lễ phép cho thấy thành ý tốt của bạn. Nếu như mà Hippogriff đáp lại lời chào của bạn thì có thể an toàn tiến lại gần. Hippogriff đào bắt côn trùng nhưng chúng cũng ăn các loài chim và động vật có vú nhỏ. Hippogriff đẻ trứng và làm tổ trên mặt đất, nơi chúng sẽ đẻ ra một quả trứng lớn mong manh duy nhất, thứ mà sẽ nở ra trong vòng 24 giờ. Hippogriff non sẵn sàng bay trong vòng 1 tuần, mặc dù đó sẽ là một vấn đề dài cả tháng trước khi nó có thể đi cùng cha mẹ mình trên những hành trình dài hơn. Hawklum. Hawklum có nguồn gốc từ Scandinavia, nhưng hiện nay loài này đang lan rộng ra khắp Bắc Âu. Vẻ ngoài giống như một cây nấm đầy thịt hồng nhạt, được bao phủ bởi lớp lông đen lưa thưa và dẻo dai. Một giống loài có khả năng sinh sản phi thường, Hawklum có thể bao quanh một khu vườn trung bình trong vòng một ngày. Nó đâm sâu bộ rễ trông giống như đống xúc tu gân guốc vào lòng đất để tìm kiếm thức ăn ưa thích là dung đất. Hawklum là một món ăn yêu thích của nơm. Imp. Imp chỉ được tìm thấy ở Anh và Ireland, đôi khi người ta nhầm lẫn chúng với các Pixie. Chúng có chiều cao tương tự từ 6 đến 8 inch. Mặc dù im không thể bay như Pixie và cũng không có màu sắc sặc sỡ như Pixie, im thường có màu nâu sẫm gần như đen. Tuy vậy, chúng thường đem lại cho người ta cảm giác hài hước. Nơi ở ưa thích của im là nơi ẩm ướt và lầy lội và thường hay được tìm thấy ở gần bờ sông, nơi mà nó sẽ tự tạo vui vẻ cho bản thân bằng cách đẩy và làm vấp ngã những kẻ không thận trọng. Im thường ăn côn trùng nhỏ và có thói quen đẻ nhiều như fairy. Mặc dù im không tạo kén, con non nở ra có hình dáng đầy đủ là khoảng 1 inch. Charvay. Charvay được tìm thấy ở Anh, Ireland và Bắc Mỹ. Nó giống như một loài chồn quá khổ ở hầu hết các khía cạnh, ngoại trừ một thực tế là nó có thể nói chuyện như con người. Tuy nhiên, ngoài sự dí dỏm thông minh thì chúng có xu hướng tự hạn chế bản thân mình bằng các cụm từ ngắn thành một dòng các câu nói gần như liên tục. Charvay sống chủ yếu trong lòng đất, nơi chúng có thể săn đuổi lũ nơm, mặc dù chúng cũng có thể ăn cả chuột lũi, chuột thường và chuột đồng. Chopinon. Chopinon được tìm thấy ở Bắc Âu và Mỹ, là một loài chim lông xanh lấm đớm nhỏ xíu, chuyên ăn các loại côn trùng. Nó sẽ không phát ra âm thanh nào cho đến lúc chết. Lúc này nó sẽ thét ra một tiếng thét dài bao gồm tất cả mọi âm thanh nó đã từng nghe, sau đó thì tắt thở. Chính vì thế mà lông của Chopinon được sử dụng trong điều chế các loại thuốc sự thật và thuốc ký ức. Cáp ba. Cáp ba là một con quỷ nước Nhật Bản, sống ở các ao nông và sông ngòi. Thường được miêu tả với hình dáng trông giống như một con khỉ, bao bọc bên ngoài bởi lớp vảy cá thay cho bộ lông. Nó có một hốc ở trên đỉnh đầu của mình, bên trong chứa nước. Cáp ba thích uống máu của con người, nhưng có thể bị đánh lừa để không gây tổn hại một ai nếu nó được ném cho một trái dưa chuột có khắc tên của người đó ở bên trên. Trong cuộc chạm trán, các phù thủy nên lừa con cáp ba cúi đầu. Nếu nó làm như vậy, nước trong hốc trên đỉnh đầu sẽ trào hết ra ngoài, cuộn đi tất cả sức mạnh của nó. Kelpie. Thủy quái nước Anh và Ireland này có thể có nhiều hình dạng khác nhau, dù cho chúng hay xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa với lớp bờm đầy cây bồ hoàng, một loại cỏ mọc hoang tại các đầm lầy. Nếu chọn sai cách để trèo lên lưng một con kelpie, nó sẽ lao thẳng xuống đáy sông hoặc ao hồ và ăn tươi nuốt sống người cưỡi ngựa và để phần ruột còn lại nổi lên bền trên bề mặt. Cách chính xác để điều khiển một con kelpie là đặt được một dây cương trên đầu của nó với một bùa vị trí. Điều này sẽ làm cho nó ngoan ngoãn và không còn hung hăng. Con kelpie lớn nhất trên thế giới được tìm thấy ở hồ Loch Ness, Scotland. Hình dạng yêu thích của nó là một con rắn biển sea serpent. Liên đoàn phù thủy quốc tế nhận ra rằng họ không thể đối phó với một con rắn thật sự khi họ nhìn thấy nó biến thành một con rái cá để tiếp cận một nhóm các nhà khảo cổ Mukko và sau đó biến lại trở thành một con rắn khi bờ biển đã yên tĩnh trở lại. Kno. Kno ở vùng Bắc Âu và Mỹ thường bị nhầm lẫn với một con nhím của Mukko. Hai loài này thực sự có thể không phân biệt được nếu không có một sự khác biệt trong hành vi. Ví dụ như là nếu thức ăn được để lại trong vườn của một con nhím, thì nó sẽ chấp nhận và tận hưởng như một món quà. Còn nếu như là một con nô, thì nó sẽ cho rằng đó là những nỗ lực để thu hút nó chui vào một cái bẫy và sẽ bắt đầu phá tanh bành khu vườn hoặc là đồ trang trí. Nhiều đứa trẻ Mukko đã bị cho là phá hoại trong khi thủ phạm thực sự chính là những con nô. Nizzle. Nizzle ban đầu chỉ được nuôi ở Anh, dù hiện nay chúng được xuất khẩu đi toàn thế giới. Trông chúng như là một con mèo con bé nhỏ với bộ lông lốm đốm, đôi tai ngoài cỡ và một cái đuôi trông giống như sư tử. Nizzle rất thông minh, độc lập và đôi khi hung hăng.
Dù thế, nếu như mà lọt vào mắt xanh của một phù thủy nào đó thì nó có thể trở thành một con vật nuôi tuyệt vời. Nizo có một khả năng kỳ lạ là có thể phát hiện ra những kẻ xấu đáng ngờ và có thể dựa vào các hướng dẫn của chủ nhân để tự về nhà một cách an toàn nếu như mà đi lạc. Nizo có thể sinh đến 8 con non trong một lứa và có thể lai với mèo. Cần có giấy phép chứng nhận quyền sở hữu cho một con Nizo như là với Crook và Whopper vì chúng có đủ sự khác biệt để thu hút sự chú ý của dân Mogul khi xuất hiện. Leprechaun. Leprechaun tuy thông minh hơn so với Fairy và ít phá hoại hơn so với Imp, Pixie và Doxie, nhưng mà Leprechaun vẫn là một loài vô cùng tinh nghịch. Chỉ có ở Ireland, nó có thể đạt tới chiều cao 6 inch và mặc một bộ đồ màu xanh lá cây. Chúng cũng được biết là hay tạo ra quần áo thô từ lá cây, trơ trọi với danh hiệu là những con người nhỏ bé. Leprechaun có thể nói tiếng người, dù chưa bao giờ yêu cầu được phân loại là những người thường. Leprechaun đẻ sớm và sống chủ yếu ở tại khu vực rừng và đất trồng cây, mặc dù nó rất thích thu hút sự chú ý của dân Muggle. Và nó có tính chất gần như cũng ăn sâu giống như các fairy trong văn học Muggle cho trẻ em. Leprechaun sản xuất một thứ chất bột màu vàng, sẽ làm biến mất một vài giờ như một thú vui tiêu khiển. Leprechaun ăn lá cây và mặc dù là bị coi là một kẻ thích chơi khăm, nhưng mà chưa từng có chuyện chúng gây ra các tổn hại lâu dài với một con người. Lobelurk. Lobelurk được tìm thấy ở dưới đáy vùng biển Bắc. Nó là một sinh vật đơn giản dài 10 inch, gồm một vòi cao su và một túi nọc độc. Khi gặp nguy hiểm thì Lobelurk co thắt túi nọc của nó rồi bắn chất độc về phía kẻ địch. Merpeople sử dụng Lobelurk như một vũ khí và các pháp sư trích xuất chất độc của nó để sử dụng trong độc dược, mặc dù trên thực tế chuyện này được kiểm soát rất là chặt chẽ. Macromelacler. Sinh vật sống trên cạn hay thấy chủ yếu trên các đường bờ biển đá khắp châu Âu, mặc dù nó có nét giống như tôm hùm, tốt nhất không nên chọn ăn nó vì phần thịt không hề tốt cho con người và sẽ dẫn đến sốt cao cùng nổi mẩn xanh. Melacler có thể đạt chiều dài 12 inch và có màu ánh xám nhạt với những đốm xanh màu xanh lá cây. Nó là động vật ăn xác nhỏ và sẽ cố gắng để giải quyết con mồi lớn hơn. Vết cắn của nó có tác dụng phụ khác thường, làm cho các nạn nhân rất không may mắn trong thời gian khoảng một tuần sau khi bị thương. Nếu bạn bị cắn bởi một con Melacler, thì tất cả các vụ cá cược, đặt cược và đầu tư may rủi nên được hủy bỏ, vì chúng chắc chắn sẽ không còn theo ý bạn nữa. Manticore. Manticore là quái vật đến từ Hy Lạp cực kỳ nguy hiểm, có phần đầu như là đầu của một người đàn ông, cơ thể của một con sư tử và đuôi của một con bọ cạp. Manticore nguy hiểm như Chimera và cũng hiếm tìm như thế. Manticore có tiếng là hay rên rỉ nhẹ nhàng khi ăn sống một con mồi của nó. Manticore có thể kháng lại gần như tất cả các loại bùa phép và cái đuôi đầy nọc độc của nó có thể gây ra cái chết tức thì. Niffler. Niffler là một sinh vật đến từ Anh Quốc, nhiều lông, màu đen và có cái mũi dài. Sinh vật đào hang này có lòng đam mê cuồng nhiệt với bất cứ thứ gì lấp lánh. Niffler thường được yêu tinh nuôi giữ để chúng đào sâu vào trong lòng đất tìm kho báu. Mặc dù Niffler thân thiện và thậm chí là tình cảm, nhưng mà chúng có thể phá tung đồ đạc và không bao giờ nên nuôi chúng ở trong nhà. Niffler sống trong một cái hang cao đến 20 feet trong lòng đất và sinh 6 đến 8 con non trong một lứa. Merpeople hay còn gọi là các siren, selkie, merle. Merpeople là loài sống dưới nước được tìm thấy trên toàn thế giới. Phong tục và tập tính của giống loài này vẫn còn là bí ẩn như các centaur. Những pháp sư thành thạo ngôn ngữ mermaid nói rằng cộng đồng merpeople có tổ chức rất khác nhau về quy mô tùy theo môi trường sống. Một số đã công phu xây dựng chỗ ở như con người. Giống như centaur, merpeople được xét vào hạng có nhân cách trong phần phân loại quái thú. Trong những bản ghi chép cổ xưa nhất thì Merpeople còn được gọi là Siren, và trong vùng nước ấm hơn thì ta thấy các nàng tiên cá xinh đẹp thường được mô tả trong văn học Muggle và hội họa. Selkie Scotland và Merle Ireland thì đẹp hơn, nhưng họ vẫn chia sẻ tình yêu âm nhạc như tất cả các Merpeople. Đầu tiên là Mark. Mark là một con thằn lằn màu ánh bạc xanh dài đến 10 inch, dễ dàng tìm thấy trên khắp nước Anh và Ireland. Nó có khả năng thu nhỏ theo ý muốn và do đó nó không bao giờ bị Muggle phát hiện. Lớp da được đánh giá cao trong giới phù thủy khi được làm thành ví đựng tiền, vì vật liệu có vảy từ da của sinh vật này có khả năng phản ứng khi một kẻ lạ đến gần. Do đó túi tiền của da Mark thường gây khó dễ cho những tay trộm cắp. Mooncap. Mooncap là một sinh vật cực kỳ nhút nhát, chỉ ra khỏi hang vào lúc trăng tròn. Cơ thể mịn màng màu xám nhạt, đôi mắt lòi to và bốn chân dài mảnh khảnh cùng với bàn chân phẳng rất lớn.
Mooncap thực hiện những điệu nhảy phức tạp trên chân sau trong khu vực được chiếu sáng bằng ánh trăng. Điều này được cho là khúc dạo đầu cho mùa giao phối và sau đó thường để lại những dấu vết hình học phức tạp trên cánh đồng lúa mì, gây ra những bối rối rất lớn cho dân Mughal. Xem Mooncap nhảy múa dưới ánh trăng là một trải nghiệm hấp dẫn và thường đem về lợi nhuận, vì nếu bạn thu thập được thứ phân màu ánh bạc của chúng trước khi mặt trời mọc và bón cho các loại thảo dược, cây sẽ phát triển rất nhanh và trở nên cực kỳ mạnh khỏe. Mooncap được tìm thấy trên toàn thế giới. Marchlarv. Marchlarv là một sinh vật giống như chuột, sẽ tìm thấy được ở các khu vực ven biển nước Anh. Nó có xúc tu trên lưng giống như con hải quỳ. Khi đã được ngâm muối và ăn, xúc tu Marchlarv giúp tăng sức đề kháng cho người bị nguyền rủa và trù ếm. Mặc dù nếu sử dụng quá nhiều có thể gây ra việc mọc lông tai màu tím trông không được thẩm mỹ cho lắm. Marchlarv ăn động vật giáp xác và bàn chân của bất cứ kẻ nào ngu ngốc dẫm lên chúng. Nocktails. Nocktails là loài quỷ được tìm thấy ở các vùng nông thôn trên khắp châu Âu và Mỹ. Nó giống con lợn con còi cọc với cái đuôi dài ngoằng, đuôi mập và dày và đôi mắt đen hẹp. Nocktails sẽ chui vào một cái chuồng và bú sữa một con lợn nái bình thường bên cạnh lũ lợn con. Nocktails càng ở lại lâu và càng phát triển to ra thì trang trại nó ẩn nấp càng dễ gặp nhiều tai họa. Nocktails đặc biệt nhanh và khó bắt. Nếu nó bị đuổi ra ngoài khỏi ranh giới của một trang trại bởi một con chó trắng tinh khiết thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Cục quy chế và kiểm soát sinh vật huyền bí giữ một tá con chó đánh hơi lông trắng Albany Bloodhound cho mục đích này. Nundu. Loài thú ở phía đông châu Phi này được cho là nguy hiểm nhất trên thế giới. Nó là một con báo khổng lồ di chuyển lặng lẽ mặc cho kích thước to lớn và có thứ hơi thở tạo nên bệnh dịch, đủ nguy hiểm để loại bỏ toàn bộ các ngôi làng ở gần đó. Nundu chưa bao giờ bị thu phục bởi ít hơn 100 pháp sư cao tay ấn phối hợp cùng nhau. Akami. Akami được tìm thấy ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ. Một loài sinh vật hai chân có cánh bao phủ trong lớp lông chim với một cơ thể giống loài rắn. Akami có thể đạt chiều dài 15 feet. Nó ăn chủ yếu là loài chuột và các loài chim. Mặc dù chúng có quắp cả luôn những con khỉ, Akami hung dữ với tất cả những kẻ tiếp cận nó, đặc biệt là những kẻ muốn đến gần những quả trứng của nó. Những quả trứng với lớp vỏ được làm bằng thứ bạc tinh khiết và mềm mại nhất. Pixie. Pixie chủ yếu được tìm thấy ở Cornwall, Anh Quốc, có màu xanh dương sáng, có thể cao đến 8 inch và rất tinh nghịch. Pixie thích mọi kiểu trò đùa và thích chơi khăm. Mặc dù chúng không có cánh nhưng mà chúng có thể bay và được biết đến trong những vụ hay tóm lấy tay của những người không cẩn thận và treo họ lên những ngọn cây cao hoặc là các đỉnh tòa nhà. Pixie tạo ra những tiếng hét the thé mà chỉ có một con Pixie khác mới hiểu. Plimpy. Plimpy là một loài cá vằn hình cầu dễ dàng nhận ra bởi đôi chân dài với hai bàn chân có màng. Chúng sống ở các hồ nước sâu, nơi mà chúng sẽ lặn xuống dưới đáy để kiếm thức ăn. Chúng đặc biệt thích ốc bu nước. Plimpy không phải là một loài đặc biệt nguy hiểm, mặc dù nó sẽ gặm bàn chân và quần áo của người đi bơi. Chúng bị Merpeople coi là một loài phá hoại. Và đối phó với chúng bằng cách buộc đôi chân có màng thành một cái nút, Plimpy sau đó sẽ bị nước trôi đi, không thể tự điều khiển hay quay trở lại cho đến khi nó có thể tự cởi trói cho bản thân, việc có thể khiến nó mất hàng giờ. Podrobin. Podrobin là một loài quỷ đến từ nước Nga, cao chưa đầy 1 feet, với một cơ thể lông lá và một cái đầu màu xám mềm mịn quá khổ. Khi co lại, Podrobin trông giống như một hòn đá sáng bóng tròn tròn. Podrobin bị thu hút bởi con người và thích theo đuôi của họ, ở trong một cái bóng của họ và co mình một cách nhanh chóng khi chủ cái bóng quay lại. Nếu một con Podrobin được phép theo đuôi một người trong nhiều giờ, một cảm giác sợ hãi sẽ bao trùm lên nạn nhân của nó. Cuối cùng họ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và tuyệt vọng. Khi nạn nhân dừng lại không đi nữa, quỳ xuống phát khóc vì cảm giác bất lực, Podrobin sẽ nhảy xổ lên người đó và cố gắng nuốt chửng lấy họ. Tuy nhiên, ta có thể dễ dàng đẩy lùi Podrobin bằng những bùa nguyền rủa đơn giản hoặc bùa Stupefy. Mấy cú đá đôi cũng rất hữu hiệu. Pollock. Pollock là một sinh vật chuyên bảo vệ cho lũ ngựa, rất dễ tìm thấy ở Dorset, Anh Quốc và tại miền Nam Ireland. Bao phủ trong một lớp lông xù xì, nó có một mái tóc thô dài rất lớn ở trên đầu và một cái mũi đặc biệt lớn. Nó đi lại trên hai cái chân có móng chẻ, cánh tay nhỏ và có bốn ngón tay ngắn to bè. Pollock phát triển đầy đủ cao khoảng 2 feet và chúng thường ăn cỏ. Pollock khá nhút nhát và sống chỉ để bảo vệ lũ ngựa. Nó có thể được tìm thấy ở trong các đống rơm cuộn tròn ở trong chuồng hoặc nơi trú ẩn khác giữa bầy ngựa mà nó bảo vệ. Pollock luôn nghi ngờ và tránh lại gần con người. Buskin. Buskin có thể tìm thấy trên toàn thế giới. Nó có hình cầu và được bao phủ trong lớp lông mềm màu sữa trứng. Chúng là một sinh vật ngoan ngoãn, không kháng cự các hành động ôm ấp hoặc là quân quật.
Chúng dễ chăm sóc và sẽ phát ra một tiếng kêu nhỏ khi đã thỏa mãn. Theo thời gian dài, chiếc lưỡi mỏng màu hồng sẽ thò ra từ sâu bên trong cơ thể của Buskin và trườn quanh nhà để tìm thức ăn. Buskin là một kẻ ăn đồ thải bất cứ từ thức ăn thừa cho đến lũ nhện, nhưng nó có một sở thích đặc biệt là dính cái lưỡi của nó lên mũi của người đang ngủ và ăn đi ma quỷ ám người đó. Xu hướng này đã làm cho nhiều Buskin được các phù thủy nhỏ yêu quý trong nhiều thế hệ, và nó vẫn còn là một thú cưng rất phổ biến trong giới phù thủy. Quintep. Quintep là một con thú ăn thịt rất nguy hiểm, đặc biệt là thích ăn thịt người. Cơ thể tầm thấp của nó được bao phủ trong bộ lông màu nâu đỏ dày, có 5 chân và chân dưới cùng là bàn chân què quặt trông như bị tật. Quintep chỉ được tìm thấy trên hòn đảo Buồn Chán ở ngoài khơi phía bắc Scotland. Hòn đảo đã không được vẽ ở trên bản đồ. Remora. Remora là một loài cá bạc hay được tìm thấy ở Ấn Độ Dương. Với quyền năng mạnh mẽ, nó có thể neo giữ tàu và là người bảo hộ cho những người đi biển. Remora được đánh giá cao bởi Liên đoàn Phù thủy Quốc tế. Họ đã đặt ra rất nhiều lề luật để bảo vệ Remora khỏi những phù thủy săn trộm. Và cuối cùng trong tập này là Red Cap. Những sinh vật trông giống như người lùn này sống trong những cái hố trên các chiến trường cũ hay bất cứ nơi nào có máu của con người đã đổ xuống. Mặc dù dễ dàng bị đẩy lùi bởi bùa chú và lời nguyền, nhưng mà chúng vẫn rất nguy hiểm, đặc biệt là với những mốc cò đơn độc, người mà chúng sẽ cố gắng đánh họ bằng những cây gậy lớn hay những vật nặng cho đến chết vào đêm tối. Red Cap phổ biến nhất là ở Bắc Âu. Rium. Rium là một con bò khổng lồ vô cùng hiếm với lớp da ánh vàng. Rium được tìm thấy ở những vùng hoang dã của Bắc Mỹ và Viễn Đông. Máu của Rium cho người uống sức mạnh to lớn. Do sự khó khăn trong việc tìm ra nó nên nguồn cung cấp gần như không có và ít khi được rao bán trên thị trường mở. Runespore. Runespore có nguồn gốc từ đất nước châu Phi nhỏ của Burkina Faso ở Tây Phi. Là một con rắn ba đầu, Runespore thường đạt chiều dài 6-7 feet, có màu cam tái ánh xanh với sọc đen. Runespore rất dễ bị phát hiện, vì vậy bộ pháp thuật của Burkina Faso đã phải thiết kế riêng những cánh rừng không có tên trên bản đồ để cho duy nhất một mình con Runespore sinh sống. Mặc dù không phải tự thân, Runespore là một con sinh vật đặc biệt xấu xa, chúng từng là những vật nuôi yêu thích của các phù thủy hắc ám. Không có gì phải nghi ngờ về điều này bởi sự nổi bật và đáng sợ của chúng khi xuất hiện. Các xà khẩu Basalmau đã nuôi giữ và trò chuyện với những con rắn mà chúng ta thiếu hụt sự hiểu biết về những thói quen đáng tò mò của chúng. Rắn biển Sea Serpent. Rắn biển được tìm thấy ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Biển Địa Trung Hải. Mặc dù thường bị báo động khi xuất hiện, nhưng rắn biển chưa bao giờ liên quan đến vụ giết hại con người nào, dù cho có những mốc gồ điên rồ hay gắn những hành vi hung dữ của biển cho chúng. Chúng có thể vươn dài lên đến 100 feet. Sea Serpent có cái đầu giống con ngựa và một cơ thể rắn dài khi nhô lên mặt biển. Tiếp theo là Strike, một con cá được bao phủ hoàn toàn trong gai, được tìm thấy ở Đại Tây Dương. Những bầy Strike đầu tiên được cho là đã được tạo ra nhằm trả thù các ngư dân Mughal đã xúc phạm một nhóm các pháp sư chèo thuyền trong đầu những năm 1800. Từ đó trở đi, bất kỳ Mughal nào câu cá ở vùng biển đặc biệt đó đều tìm thấy tấm lưới của họ bị xé rách và trống không vì các con Strike bơi sâu bên dưới. Snitchit. Là Golden Snitchit là một loài chim cực kỳ quý hiếm cần được bảo vệ. Cơ thể hoàn toàn tròn với một cái mỏ mỏng rất dài và đôi mắt như bảo thạch đỏ sáng lấp lánh. Golden Snitchit là một loài bay rất nhanh, có thể thay đổi hướng với tốc độ và kỹ năng phi thường do các khớp quay của cánh. Lông và mắt của Golden Snitchit được đánh giá rất cao, nên đã từng có một thời gian chúng có nguy cơ bị các phù thủy săn bắt đến mức tuyệt chủng. Nguy cơ tuyệt chủng được nhận ra kịp lúc và chúng đã được bảo vệ. Yếu tố đáng chú ý nhất là việc thay thế con Golden Snitch bằng những trái Golden Snitch trong các trò chơi Quidditch. Bất cứ ai quan tâm đến vai trò của Golden Snitch trong sự phát triển của trò Quidditch nên tham khảo cuốn Quidditch Round the Edge của Kelly Worthy West. Các khu bảo tồn Snitch tồn tại trên toàn thế giới. Sphinx. Sphinx Ai Cập có một cái đầu hình người trên cơ thể của một con sư tử. Trong hơn 1.000 năm, nó đã được sử dụng bởi các pháp sư để bảo vệ những báu vật và những nơi bí mật. Nó rất thông minh. Sphinx rất thích những mảnh ghép và câu đố. Nó thường chỉ trở nên nguy hiểm khi những gì nó đang bảo vệ bị đe dọa. Strahler. Strahler là một con ốc sên khổng lồ thay đổi màu sắc dựa theo từng giờ và những gì nó để lại khi bò qua là một con đường nhớt rất độc, có thể làm héo và thiêu chết tất cả cây cối ở trên đường.
Trailer có nguồn gốc từ châu Phi, mặc dù đã được nuôi thành công bởi các pháp sư ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ, nó được nuôi như một con thú cưng bởi những người thích sự thay đổi màu sắc của nó, và nọc độc của nó là một trong số ít các chất được biết đến có thể giết được loài nấm Harlem. Teeple. Teeple là loài lợn hoang châu Phi có màu lông xám tro, hay được tìm thấy ở Congo và Zaire. Có khả năng vô hình, làm cho người ta gặp nhiều khó khăn để trốn thoát hay đuổi bắt. Chúng được cho là rất nguy hiểm. Teeple được các pháp sư đánh giá cao khi làm lá chắn bảo vệ và quần áo. Sinh vật tiếp theo là Troll. Troll là một sinh vật đáng sợ, cao đến 12 feet và nặng hơn 1 tấn. Đáng chú ý là ngoài sức mạnh ra thì nó còn có sự ngu dốt cực kỳ phi thường. Troll khá là bạo lực và không thể đoán trước được. Có nguồn gốc từ Scandinavia, nhưng ngày nay ta có thể tìm thấy chúng ở Anh, Ireland và các khu vực khác ở miền Bắc châu Âu. Troll thường trò chuyện bằng thứ tiếng gầm gừ như một thứ ngôn ngữ thô sơ, mặc dù một số con đã có thể nói được một vài từ đơn giản. Những con thông minh hơn đều được đào tạo thành vệ sĩ, có 3 loại troll: núi, rừng và sông. Troll núi là một dòng lớn và nguy hiểm nhất, nó hói đầu có một làn da xám nhợt nhạt. Troll rừng có một làn da màu xanh lá cây nhợt nhạt và có một số cá thể có cả tóc, thường là màu xanh lá cây hoặc là màu nâu, mỏng và bù xù. Troll sông có sừng ngắn và có thể có nhiều lông. Nó có một làn da màu tím và thường được tìm thấy ẩn nấp ở bên trong những cây cầu. Troll thường ăn thịt sống và không kén chọn những con mồi từ động vật hoang dã cho đến con người. Unicorn. Unicorn là một sinh vật xinh đẹp được tìm thấy ở khắp các cánh rừng ở Bắc Âu. Nó là một con ngựa màu trắng, có một sừng khi phát triển đầy đủ. Mặc dù ngựa con ban đầu có màu vàng, đổi sang màu bạc trước khi trưởng thành, sừng, máu và lông của chúng đều có chất phép thuật rất cao, giống như fairy. Unicorn nhận được sự yêu thích từ dân Mughal trong trường hợp này là hợp lý. Nó thường tránh tiếp xúc với con người, có vẻ dễ dàng cho phép một phù thủy tiếp cận hơn là một pháp sư, và rất khó để bắt được những cái chân rất nhanh nhẹn này. Ngựa có cánh Winged Horse. Ngựa có cánh tồn tại trên toàn thế giới có nhiều giống khác nhau, bao gồm Abrasan, giống Palomino vô cùng mạnh mẽ và to lớn. Etonan có màu hạt dẻ, phổ biến ở Anh và Ireland. Renian có màu xám và đặc biệt nhanh. Và Testro hay vong mã quý hiếm có màu đen, sở hữu những sức mạnh vô hình và bị nhiều phù thủy coi là không may mắn. Giống như loài Hippogriff, chủ sở hữu một con ngựa có cánh cần thực hiện một bùa chú giác ngộ điều đặn để điều khiển chúng. Yeti hay còn gọi là người tuyết có nguồn gốc từ Tây Tạng. Yeti được cho là có liên quan với loài troll, dù cho chưa từng có ai tới đủ gần để tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết. Chiều cao lên đến 15 feet, nó được bao phủ từ đầu đến chân trong một bộ lông màu trắng tinh khiết. Yeti ngấu nghiến bất cứ điều gì lạc vào trong đường đi của nó. Mặc dù vậy, nó lại rất sợ lửa và có thể bị đẩy lùi bởi một phù thủy cao tay ấn. Thunderbird. Đây là một loài chim thần xuất hiện trong tín ngưỡng của những thổ dân Bắc Mỹ. Chim sống trong thế giới phù thủy của Fantastic Beasts and Where to Find Them cũng có những đặc điểm tương tự. Nó là một loài chim lớn sống tại Arizona, có nhiều nét tương đồng với phượng hoàng, có lẽ là sự cao quý. Chim sống có thể tạo ra những cơn bão trong khi bay và có khả năng dự cảm trước nguy hiểm. Một nghệ nhân chế tạo đũa phép nổi tiếng người Mỹ, ông là Sikobar Wolf, đã sử dụng lông đuôi của chim sấm để làm lõi đũa phép, thịnh hành trong những năm đầu thế kỷ thứ 20. Chim sấm được mô tả với đầu của loài đại bàng, có phần nào giống với Hippogriff với những đôi cánh to và mạnh mẽ. Trong bộ phim Fantastic Beasts and Where to Find Them, Newt Scamander có một con chim sấm tên gọi là Rank. Rank có đến 6 đôi cánh, nó được Scamander giải thoát khỏi bọn buôn lậu ở Ai Cập và đang trên đường trở về quê hương Arizona. Và cuối cùng trong tập này là Scorpion Evil. Sinh vật có cánh màu xanh này dễ làm cho người ta liên tưởng đến sự kết hợp giữa một con bò sát và một con bướm rất lớn. Khi không bay với đôi cánh sắc nhọn, Scorpion Evil co lại thành một cái kén gai màu xanh. Nó có thể được coi là một sinh vật nguy hiểm vì thích ăn não người. Tuy vậy, cũng được ghi nhận bởi khả năng làm chệch hướng một số bùa chú bằng đường bay của mình. Nọc độc của Scorpion Evil nếu được pha chế đúng cách, có thể sử dụng như một loại thuốc giúp xóa đi những ký ức tồi tệ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, và nếu có thắc mắc gì xin hãy để lại bình luận ở bên dưới để bọn mình cùng giải đáp nhé. Và cũng đừng quên like, chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến bạn bè, cũng như là bấm đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của bọn mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta.